chị ơi bây giờ sao không được người ta tư vấn là mắt laser là hồng cùng kiếm hết chị. Sao có mỗi cái vú hồng mà thoải mái luôn á. Tôi bây giờ như vậy, laser là người ta sử dụng để trẻ hóa da, để chị nám, chị thâm. Ok chưa? Ok, cái này ok nha. Cái này thì có rất là nhiều nghiên cứu rồi. Nhưng mà nghiên cứu về laser để mà làm giảm thâm ở vùng kín thì gần như là chưa có. Tuy nhiên là người ta nói là giảm thâm vùng kín, tức là người ta đang bắn hai cái bên bẹp ấy. Chứ người ta không có bắn thẳng vô cái con sò đó đâu, hiểu chưa? Cái con sò đó là cái môi của nó rất là nhạy cảm. Cho nên nếu như mà hai cái môi bé mà nó hơi thâm nhẹ thôi. Nói nè, em con trai á, em mày đỏ hỏi quá. Cái chỗ đó nó hơi thâm nhẹ là bình thường đó. Còn người ta bắn laser là tao bắn hai bên bẹn với tí môi lớn thôi. Nhưng mà thực sự ra nha, đau á. Còn nếu như mà không đau thì em xác định luôn là hiệu quả nó không có cao. Tại vì laser là để hấp thu melanin mà. Bây giờ muốn nó sáng thì nó phải hơi đau chút xíu. Nhưng mà em phải hiểu đúng là laser không giúp làm hồng vùng kín, khử thâm thôi, để giảm thâm thôi. Còn mà nó bật lên được tông nào thì sẽ tùy theo bạn gái của em. Bạn gái của em mà da trắng thì nó có thể hồng nhẹ thôi nha. Còn nếu như mà bạn gái em mà da ngăm á, thì coi chừng là nó lên cái màu đỏ hơi bầm bầm, hơi xuất huyết nữa đó. Cho nên chị nghĩ là thôi em ạ, coi như là cha mẹ dân sao thì giữ nguyên vậy đi. Đang bị ám ảnh bởi phim JV đúng không?